Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn quyển giáo trình tự học sửa bếp từ dân dụng. Thì giáo trình này tôi viết lâu rồi, cho nên là nếu mà so với các cái sự phát triển của kỹ thuật bây giờ cũng có thể là nó sẽ lạc hậu rồi, nhưng mà nó là một cái gọi là quyển sách cơ bản cho những bạn mới bước chân vào quá trình sửa chữa bếp từ, đặc biệt là những người mà có cái sở thích hoặc là những cái đam mê tự học sửa chữa điện tử. Mình viết sách theo cái phương pháp là dạy cho những người mà tự học là phần nhiều, nên mình ít sử dụng những từ học thuật chuyên môn. Thì quyển này thì mình cũng chia sẻ cho một số bạn bè trên nhóm điện tử cho mọi người, và phần lớn là một số bạn bè sau thời gian học cái quyển đó thì cũng có được những cái thành quả nhất định. Thì mình ngày trước cũng chia sẻ quyển này cho một bác cũng già rồi, cũng khoảng tầm lúc đó khoảng độ 55-60 tuổi rồi, nhưng mà học để sửa chữa thì lúc mà gần học xong rồi thì bác ấy bị ung thư mất. Đấy cũng là kỷ niệm mà mình rất là nhớ. Và thứ hai, mình chia sẻ miễn phí ấy, thì theo là do cái sở thích của mình chứ không có thể ai bắt được mình phải chia sẻ. Mình thấy rất nhiều người gọi điện hay nhắn tin cho mình xin sách như kiểu là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình phải làm cho họ. Đấy là điều mà không ai ép buộc mình, và mình thích thì mình chia sẻ thôi. Và các bạn cũng đừng nên đánh giá cao những người mà chia sẻ miễn phí làm gì cả. Cái việc chia sẻ miễn phí ấy là tùy vào mỗi người, chứ còn đừng không phải đánh giá cao. Những cái người mà họ viết sách, họ phải bỏ công sức ngồi biên soạn cho các bạn chỉ đọc và hưởng. Thế là các bạn cũng không thể đòi là tất cả cái gì phải miễn phí các bạn được. Còn người ta thích thì người ta cho bạn thôi, và cũng không nên ca ngợi những cái người mà họ ý, không nên chúng ta nên trách những người mà họ ý bán tài liệu. Thế tôi nói họ bán tài liệu, họ đi lấy của người khác, còn cái tài liệu họ tự viết thì họ ý bán, họ ý thu tiền là đương nhiên rồi. Còn tôi chia sẻ với các bạn thì miễn phí, đấy tôi up lên đây. Và các bạn lưu ý cách tải này, các bạn vào cái phần mô tả của video, các bạn sẽ có một link media file để các bạn tải cái file PDF về cho các bạn. Đó là một dạng ebook với sách điện tử thôi. Còn nếu mà các bác nào mà nhiều tuổi ấy, mà không làm được điều này ấy, thì tốt nhất các bạn mang ra hàng in, bật cái video clip này cho họ xem và họ sẽ in ra cho các bạn. Đấy, thì mình dừng clip ở đây. Chúc các bạn học tập thành công, và chúc các bạn gia đình sức khỏe, kiếm được nhiều tiền nhé. Mình dừng clip ở đây, chúc các bạn thành công.